Thưa quý vị, bệnh lao ngoài phổi do vi khuẩn lao gây tổn thương ở các cơ quan bên ngoài phổi như màng phổi, hạch, màng bụng, cơ quan sinh dục và tiết niệu, da, xương, khớp, màng tim, màng não. Đây là một dạng bệnh lý do vi khuẩn lao gây ra ngoài phổi và là dạng lao thường gặp nhất trong hệ vận động. Trong các bệnh lý lao ngoài phổi như lao thận, lao màng bụng, lao màng não thì lao hệ thống xương khớp chiếm khoảng 1/5 các trường hợp. Điều nguy hiểm là người bệnh thường phát hiện bệnh khi đã quá muộn, dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Ghi nhận tại Bệnh viện Phổi Trung ương. 10 tuổi, nhưng bệnh nhi này mới chỉ có 14 cân. Đây là lần thứ 3 trong năm 2024, bệnh nhi phải nhập viện để điều trị những biến chứng của lao ngoài phổi. Cùng một lúc mắc lao xương khớp và lao màng phổi, bệnh nhi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến việc học tập cũng bị gián đoạn. Cháu cũng có ho, sốt, xong rồi cháu mệt mỏi người thì cho cháu nhập viện. Xong rồi cháu có biểu hiện như sưng xếp các thứ ở cổ, biết các thứ, cháu cũng có. Cháu mổ hạch rồi, cháu bị nấm, ngâm một cháu cũng mổ chích nấm rồi. Căn bệnh này cháu cũng có bị từ bé rồi, cháu cứ bị đi bị lại thôi thì cũng phải theo cháu thôi. Còn trường hợp bệnh nhân này, nhà ở vùng núi xa xôi, xuống viện điều trị cũng đã được 10 ngày. Bệnh nhân được chẩn đoán lao hạch kèm biến chứng xương hàm. Vì không được chẩn đoán và điều trị sớm, khối hạch đã phát triển lớn. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật bóc tách phần hạch, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau. Trong gia đình em thì không ai bị. Em lúc một sáng em ngủ dậy là em thấy bị cái hạt này tầm khoảng nửa tháng trước, xong rồi em đi khám ở Chiêm Hóa, xong khám ở tỉnh em mới tới chuyển viện đến đây ạ, đến Trung ương ạ. Ăn uống nó khó hơn, ho nhiều, thở nó khó hơn lúc trước ạ. Lúc trước đi vận động đá bóng không mệt, lúc em bị là đi vận động đá bóng là chơi một tí là thở dốc, thở mầm, không đá được khỏe như lúc trước ạ. Đây chỉ là hai trong số những trường hợp đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương. Nhiều trường hợp mắc lao ngoài phổi là người dân tộc thiểu số, chưa được tiếp cận và nắm rõ kiến thức về căn bệnh này. Phát hiện bệnh khi quá muộn dẫn đến những biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.